Và khi mà trận đấu vào 7 giờ tối ngày hôm nay bóng mới lăn, tuy nhiên chúng ta sẽ điểm qua những gì diễn ra vào ngày hôm qua. Trước vòng bán kết thì các huấn luyện viên đã tham dự vào một buổi họp báo. Và tại cuộc họp báo này thì bên cạnh những yếu tố chuyên môn, huấn luyện viên Park Hang-seo chuyển tới một thông điệp tới giới truyền thông. Có một hiện tượng như sau, đó là sau khi chúng tôi họp nội bộ xong á, trước trận đấu thì lập tức là trên các phương tiện truyền thông đã có một số các cái danh sách, các cái hình ảnh về đội hình xuất phát của đội. Tôi thì nghĩ rằng cái việc mà các anh chị phóng viên có mối quan hệ thân với các cầu thủ hoặc là các thành viên ban huấn luyện, những mối quan hệ đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Tức là hiện nay là sau khi mà tôi họp xong thì lập tức là trên YouTube là xuất hiện ngay cái hình ảnh về cái danh sách của đội. Tôi thì không nghĩ đến mức rằng là trong đội bộ của đội tuyển thì sẽ có những người cung cấp thông tin. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu như mà các cơ quan ngôn luận Việt Nam, các anh chị nếu như có biết cái danh sách đó thì cũng cố gắng hạn chế để đội tuyển chúng ta đảm bảo thắng lợi. Tôi rất là mong muốn rằng là các anh chị sẽ giữ kín cái thông tin đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam cho đến khi cái tiếng còi trọng tài vang lên. Danh sách được ban tổ chức cung cấp sớm trước rất nhiều so với tiếng còi của trọng tài. Nếu ông Park nói tới điều đó thì Chuyển động 24 giờ có khi cũng cần phải đưa ra một lời xin lỗi ông, bởi vì trong tất cả các trận đấu kể từ đầu SEA Games tới giờ, đội hình ra sân của ông đều được chúng tôi đưa tin từ buổi trưa chứ không phải là buổi chiều. Chỉ có điều là chúng tôi không có nguồn tin đặc biệt nào hết. Tất cả chỉ là dự đoán dựa trên buổi tập gần nhất của ông, đội hình ông sử dụng. Và thực tế là việc dự đoán ở giải này cũng không khó khăn lắm nếu chúng ta nhìn vào ý nghĩa của từng trận đấu vừa qua và số cầu thủ không nhiều mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự có trong tay có thể đưa ra sân. Tuy nhiên trận đấu này là khó đây là bởi vì đội hình của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu gặp Thái Lan đã xáo trộn rất nhiều vị trí và với mật độ thi đấu 2 ngày một trận thì không còn những buổi tập xen giữa như bình thường để phóng viên của chúng tôi có thể xem là ông thử đội hình nào nữa. Nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn thử xếp một đội hình dự kiến một lần nữa, thưa quý vị. Kết quả sẽ có trong 6:30 buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua. Việc đã ra sân trong hai trận đấu gần đây nhất có thể sẽ là lý do khiến Văn Toản tiếp tục được tin tưởng ở khung thành. Ba trung vệ vẫn sẽ là Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu. Hai hậu vệ biên dâng cao là Thanh Thịnh và Tấn Tài. Tấn Tài thì sẽ trở lại mặc dù bị thay ra sớm từ trận đấu trước. Và tuyến giữa sẽ được kiểm soát bởi Triệu Việt Hưng và Đỗ Hùng Dũng. Hôm nay sẽ là một ngày rất nhiều việc với bộ ba tấn công Hoàng Đức, Trọng Hoàng và Tiến Linh.